Hello, xin chào các bạn đã trở lại với FA Channel. Thì lại là Hùng Mặt Ngu đây. Hôm nay chúng ta tiếp tục quay trở lại với tựa game tập kích. Và mình sẽ không bỏ YouTuber. Mình sẽ tiếp tục hai tựa game chính trên channel của mình, đó chính là Cross Valley và cũng như tập kích. Hôm nay thì mình sẽ chơi cây MG Transformer. Do anh em yêu cầu là đào mộ em nó lên làm luôn cho máu. Ok, lâu lắm rồi không chơi tập kích thề luôn anh em ạ. Cho nên nhảy cứ như là cine ấy, toàn nhảy toàn mít thôi. Úi giời, nhảy qua phát cho nguy hiểm nào. Cho nó ngu hiểm nào. À rồi, rớt luôn rồi. Thật sự rất là chơi lâu ngày mà không chơi tập kích, thực sự rất là ngu người anh em ạ. Cho nên trong clip lần này thì mình sẽ thẩm du, anh em sẽ thông cảm cho mình phát nhé. Quan trọng là giờ không thấy anh chú quỷ nằm đâu luôn. Thì dạo này mình cũng gặp có nhiều chuyện gia đình rồi các kiểu con đà điếu, cho nên là mình cũng hơi bị mệt tí. Mình xin nghỉ vài ngày thôi, 1-2 ngày thôi. Hôm nay tiếp tục chúng ta sẽ quay trở lại với tựa game tập kích cũng như Cross Valley Gunner. Úi giời, một phát đấm màu đầu tiên, phát thứ hai này. Còn công nhận con MG trên hôm này bắn phê phết nhở. Nó chạy đâu đây? Đồng thật tí chứ. À, tham so là hay quá. Mình xuống mình sơi luôn anh em chú quỷ này. Cho cận chiến thì không nỡ, thôi sơ bạn chết thôi. Úi giời, ôi giời chết tôi rồi. Đừng ông ơi. Thật sự rất là ngu hiểm luôn. Một cái pha thoát chết phải nói là cực kỳ thần thánh giữa thanh niên mặt ngu hứa hùng. Đó. Mày chúng mày vào trong hết đi. Không khéo lây nhiễm cả đám bây giờ. Đấy, nhất là thanh niên đứng ngoài cùng ấy. Thiếu gì chả chết. Đấy, biết ngay mà. Ôi thôi, chết lây nhiễm cả đồng đội luôn. Đá ngu thì chớ còn để đồng đội chết ké nữa chứ. Ôi giời ơi. Anh vẫn chưa hồi sinh. Công nhận này đẹp trai đấy. Ô chạy luôn đi. Thực sự rất là ngu hiểm. Một cái pha phải nói là né zombie thần thánh của mình. Một là thanh niên nó mù, hai là thanh niên mình quá bơ rồ, không thể nào cào được. Hiện tại còn hơn một phút cơ mà lượng đạn mình chỉ còn 70 viên, không biết có thể xơi được em nào không. Nói chung là xơi được em nào thì xơi nha anh em, chứ mình cũng không hy vọng trong cái ván đấu này rồi. Á, mày qua đây làm cái gì thằng này nữa. Úi dồi, hết đạn rồi, rồi chuồn thôi. Hay quá. Á chà, còn thằng em bên kia kìa. Móc lốp luôn. Cầm lục này, ngon quá. Thì anh em nếu xem clip của mình, hãy ủng hộ mình bằng cách là bấm like và subscribe. Nếu được hãy click vào quảng cáo để ủng hộ mình. Đấy là những động lực để duy trì channel của mình nhá. Thì nếu các bạn yêu mến cũng như là quan tâm mình thì có thể làm những cái việc đấy, rất là quan trọng luôn. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục trong một ván đấu mới nào. Mình nhìn thấy một cái sự ngu người treo máy ở đây rồi đấy. Mình không nghĩ thanh niên này sẽ treo máy đâu. Đó, ngon rồi. Ngon rồi, quăng bom khói chôn đồng đội. Đấy, hay quá. Công nhận quả bom nổ của mình có tác dụng. Quăng bom khói không dính nhưng mà bom nổ là có tác dụng anh em ạ. Đánh lạc hướng phe của mình. Giờ mình đã có trong tay là 4 zoom rồi. Cứ ngồi đây mà thẩm du thôi, việc gì phải chạy nhỉ. Em xin cái đầu nào. Hồi đồng quá ông ơi. Chưa ai qua được chỗ mình. Đáng mê quá. Thì mấy hôm nay cũng nhà mình đang gặp công chuyện này. Chuyện này mình cũng đã nói trước với các bạn là mình xin nghỉ 1-2 hôm. Giờ mình sẽ quay trở lại đây. Thì cũng đáng lòng cho mấy ông cứ tưởng mình nghỉ thật. Mừng nhá mấy ông anti fan đấy nhá. Cứ tưởng mình nghỉ thật sướng vai đái ra. Hóa ra là mình quay trở lại đây. Thực sự là làm thất vọng các bạn rồi. Ôi chết tôi. Đợi cơ hội là chui vào là hầm thẩm du thôi. Cái quả này là ăn ngoài không được đâu anh em ơi. Chui vào hầm thẩm du thôi. Hai con hàng. Rồi chạy đâu đây. Quá phiêu luôn. Chui vào hầm, em chui vào hầm. Hai anh bảo kê em phát. Hay quá. Đấy, như thế là phải chất không. Đồng đội là phải cái bên gì đó. Bên cạnh nhau chứ. Ấy ông ra ngoài giùm tôi phát ông ơi. Biết quái là hại đồng đội nữa. Ba đứa là quá đủ rồi. Úi giời, những thanh niên ngu hiểm mà không có dám vào à. Đấy, càng vào càng ngu hiểm thôi. Con MG Transformer này dư đạn để sóc lọ chết vài con zoom. Ôi gần nhà mình có máy bay trực thăng đang bay kìa. Anh em nghe thấy tiếng không? Đó. Tiếng máy bay trực thăng đấy. Anh em cứ vào xếp hàng mà vào thôi. Được rồi, phối hợp tí nào. Hay quá. Ôi những pha combo phải nói là KS mạng thực sự rất bá đạo của anh Hấu Hùng. Hùng mặt ngu. Số phận sao đẩy đưa thế nhỉ? Khỏi đúng năm mấy viên.
không biết có tồn tại nổi không. Nó mạnh núp đây làm cái gì, giết luôn. Còn 17 viên, ui giời ơi, chú quỷ ống vào kìa. Chơi lục luôn ông ạ, chơi lục luôn ông ạ. Còn bốn mấy giây, ôi, bắn anh em ơi, bắn anh em ơi. Nó vào rồi, hồi xong chết tôi rồi. À, trận đấu đang hay, 91 kim, một cái kết, một cái số lượng kill khá là pro đấy. À, nói chung là thảm dù bằng cây này cộng với lại một số băng đạn đó thôi thì dùng bài cứ phải là há mồm há miệng chờ sung thôi, thì chả làm gì được. Hy vọng là ván này mình sẽ không biến quái, biến quái hơi nhậu ấy. Hay quá, ôi rồi out luôn rồi. Như vậy là chúng ta sẽ đá bỏ lỡ mất một hiệp, thực sự phải nói là cực kỳ gây cấn luôn, mà mình chưa chơi qua mình đã biết gây cấn rồi. Thanh niên treo máy out luôn trận đấu. Ash, không biết anh em đã thi học kỳ 2 chưa? Chúc các bạn có một kỳ thi học kỳ 2 thực sự rất là vui vẻ và đạt thành công trong cái kỳ thi kỳ thiện. Ấy ván này không biến quái nhưng ván sau lại biến quái. À, đạt nhiều thành công trong cái thi học kỳ 2 này nhá. Và một số bạn cùng lớp 12 như mình thì chúc các bạn thi đại học một cách tốt nhất. À thì tốt nghiệp chứ. Mình thì mình chả ham hố gì rồi, mình biết là mình không đậu rồi cho nên mình cũng chả có ảo tưởng sức mạnh là mình sẽ đậu 12 đâu. Con hàng này chạy đâu đây? Thằng này nữa. Đang chứng tỏ độ ngu hiểm của mình à. Rồi bàn thờ có ai không? À không luôn. Không luôn thì anh này vậy. Trên nữa kìa. Cứ để mình sơi thôi. Tốt bụng thế. Hết máu rồi, phải đi ăn bình máu cho nó lại sức. Làm miếng tích canh cho nó thơm mồm ngủ phổi chứ nhở. Trên kia còn đông quá cơ. Thấm du thì là 3 thanh niên sử dụng súng MG. Rồi, clean rồi. Clear tem rồi. Hay quá bạn ơi, bạn xếp tho ơi. Mình là sử dụng tài khoản Sờ Chim 1 anh em. Sờ Chim 1 và bây giờ thì mình đang đi tìm hàng. Không biết là thanh niên kia anh núp đâu rồi, anh núp kín thật. Đấy, mình tìm khắp nơi luôn. Đây có không? Lại không à. Là núp đâu được ấy nhờ. Thanh niên là câu giờ còn hơn phút nữa cơ. Kiểu gì chả tìm được. Một là mình nghĩ là trên bàn thờ này, hai là mình nghĩ là bên góc. Bên góc cái máng lợn ở phía bên trái nhà mình ấy này. Chắc trên này không có ai rồi. Chỉ còn một nơi là duy nhất thôi. Duy là cái máng lợn bên góc này. Ôi rồi. Rồi xong rồi. Trồn ảnh phát. Lại úp mặt chấp mặt vào tường cái này. Rồi đồng đội đã tới rồi. Thôi mình chơi luôn nhá. Chứ để đồng đội nó chơi mất thôi. Và đây là ván cuối cùng đó các bạn ạ. Các bạn nào chưa bấm like và subscribe thì hãy bấm like subscribe ủng hộ mình nhé. Các bạn nào thích thì hãy click vào một lượt quảng cáo để giúp mình duy trì kênh. À, đấy là những động lực để mình duy trì kênh FA Channel này. Ui rồi. Đấy lại trò chơi óc chó. Óc chó hùng đấy. Thực sự mà cơ bản là các bạn mà off game quá lâu đấy, các bạn vào thực sự bắn như một thằng ngáo luôn. Không biết cách điều khiển súng cũng như là cách bắn như nào. Kiểu như các bạn mới chơi vậy. Mình như vậy rồi đấy. Cứ khoảng chừng hơn 7 ngày chưa chơi game là ngáo liền. Nói chung là cầm cây MG thẩm du thì cũng không đến nỗi tệ. Cũng có đồng ra đồng vào. Cũng có kinh như thường anh em ạ. Cứ ganh tem thôi. Mình thì mình đang gặp mà những cái thanh niên cực kỳ là ngu nghỉ, ngu hiểm cho nên là bot kinh rất là dễ dàng. Cụ thể là những thanh niên chúa quỷ này. Anh không biết chạy kiểu nào đây. Kiểu gì chả chết. Ông làm ơn ông cào chúng tôi vài đứa đi ông ơi. Đúng rồi, cào luôn. Ông cầm gậy gỗ ông thể hiện kìa. Không khéo chú quỷ lại bị chú quỷ lại chạy. Hay quá, chuồn. Kiểu gì đứng đấy, ngu gì đứng đấy cho cào. Cái mày lên đây mày chứng tỏ cái độ ngu hiểm của mình à. Những thanh niên ngu hiểm này. À rồi. Chắc chắn mấy ông anti-fan đang thất vọng về mình quá. Cho nên là cũng phải thể hiện một cái tí gọi là ngu hiểm cho anh em xem. Đừng qua phòng nhá. Bốn đứa thì cứ đứng đấy mà bắn đi. Rồi con hàng thứ hai này. Ôi rồi. Khó điều khiển thế. Mày lên làm cái gì? Kiểu gì? Ui thôi. Từ ông ơi. Việc gì phải xoắn nhá. Mà có vẻ hơi xoắn đấy. Chúa quỷ ạ. Chúa quỷ ạ. Làm cái gì cho đời. Đẹp đời chưa. Đẹp mặt nha. Úi ngon. Quá đẹp trai luôn. Cầm cây MG trong phong mơ này lên trên tay thì. Ôi dồi ôi. Lại chơi ngu.
Vâng, anh chơi ngủ lấy tiếng. Cho em vào phát anh ơi. Thôi không được thì thôi, đừng có bán em làm gì. Đợi tí nhá. Mình chuồn qua kia, mình móc lốp. À, đây là trận đấu cuối cùng rồi. Chúng ta sắp tới những cái giây phút phải nói là kinh hoàng nhất của Hữu Hùng. Mình phải đi hồi máu cái đã. Đấy, 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 đấy. Đấy, chui vào luôn. Ngó không thấy tôi, ngó không thấy tôi. Ngon rồi. Liên tem 1-3. Chết luôn. Yeah. Xin chào bạn, nhớ ấn like và subscribe nhé. Và đây là video tập kích. Chúng ta sẽ quay trở lại với những video khác Crossfire Tiger cũng như tập kích. Mong là anh em sẽ ủng hộ mình bằng cách là bấm like và subscribe. Và bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Mệt quá, lâu lắm rồi không bình luận.